Dạ, em chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Thì buổi sáng ngày hôm nay là thứ hai, ngày 29 tháng 4, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết nha. Thì mới đây á cô chú, là cái bà mì xào củ chuối là tiếp tục lên một cái bài viết là nói xấu về chị Ni nha cô chú anh chị. Thì sau khi mà cái bà mì xào này đăng tải cái bài viết lên cô chú, là được cái chị Bánh Tét Phương Anh là cũng lên một cái bài viết là binh vực chị Ni, thì đáp trả lại cái chị mì xào này nha cô chú. Thì cái bài viết cô cái bà mì xào củ chuối đây nha cô chú, là em xin phép là được đọc luôn cô chú anh chị. Em thám tử, em Vina, chị mặt trời, nói về chị đại 8.000 tỷ, đặc biệt về 8 từ khó A, B, C, D. Nói nhỏ nghe, cách đây một năm trước, lần đầu tiên gặp chị đại Mã Lai, tôi đã nhìn ra là đại gia dởm rồi, mà ba kênh YouTube chuyên nghiệp có kiến thức mà đến giờ này mới nhìn ra là đại gia nổ sao. Về mặt này, bộ ba nên học lại cái nhìn người giàu, người nghèo, đại gia như thế nào nhé. Đó cô chú, thì vừa rồi là cái bài viết của chị mì xào củ chuối thì cũng xúc phạm đến chị Ni nha cô chú anh chị. Đó thì ở phía trước là chồng của chị Bùm Bùm cũng đang đẩy baby đi ra ngoài chơi nha cô chú. Baby nhìn là rất là dễ thương luôn cô chú anh chị. Đó cô chú, thì quay trở lại cái câu chuyện drama tại nhà chị Hồng Loan, thì cái bài viết tiếp theo là chị Bánh Tét Phương Anh, thì em cũng xin phép là được đọc luôn nha cô chú. Mì xào giòn con thích thể hiện, tao đâu bao giờ bên giúp mày, lúc đó mày bị người ta tấn công, mày đem cái bệnh đa nghi của mày ra để khóc lóc với cộng đồng mạng. Tao cũng như một người khán giả nhìn thấy mày vùng vại trên cái giường bệnh, nên tao nhủ lòng thương, từ bi hỷ xã bố thí cho mày vài câu nói để giành giật lại cái sự sống cho mày được sống. Chứ tao thấy mày khóc lóc trên mạng xã hội mà không có ai bên vực hết, nên tao mới bố thí cho mày vài lời nói đàng hoàng. Còn mày bảo là mày đâu có thân thiện với tao. Đúng rồi, cái bản mặt của mày xách dép cho tao, tao cũng đỡ cho luôn. Đừng nói đến chuyện thân thiện mày là ai. Tao đặt điều vu khống cho mày, vậy sao mày bị bên con Hồng Loan chửi như súc vật? Mày nói tao đem mày ra câu view, câu like. Thứ nhất, mày không phải là người nổi tiếng, mày chỉ là một người ăn theo. Theo Hồng Loan để kiếm view, thì tao đem mày ra câu cái con gì. Thứ hai, mày đờ, có được đẹp, mày không giàu cũng không sang, mày chỉ là một con cá cảnh bảy màu, một con bệnh nan y, không biết ngày nào chết. Đem mày ra câu view, câu like. Ê, mày còn phải ăn nhờ vào những miếng ăn từ những cái view. Để được có tiền thì phải đi nịnh bợ Ni và Hồng Loan. Còn không xong, còn bị đuổi, bị xịt như chó. Còn lúc trước tao kêu mày bằng con đờ. Đúng rồi, vốn dĩ mày là cái động đờ đi ra mà. Không kêu mày bằng con đờ, vậy chứ kêu mày bằng cái gì? Danh giá của một con đờ đó hả? Câm mồm và bớt xạo lờ lại đi. Mày chịu nói với cái cây gậy đánh chó của tao không? Đó cô chú, thì vừa rồi là cái bài viết của chị Bánh Tét Phương Anh. Thì cũng nói về cái chị mì xào cô chú. Thì phải nói rằng hiện tại bây giờ cô chú anh chị, cái bà mì xào thì bà đã đang đi du lịch bên Trung Quốc cô chú. Nhưng mà hiện tại bây giờ phải nói rằng cô chú anh chị, là bà cấu kết với cái bộ ba Tam Sơn nha cô chú. Là bà lên những cái bài viết rồi
chị Mì Xào này cùng với bộ ba Tam Sơn là xúc phạm đến chị Loan và chị Ni rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đó, phải nói rằng là hiện tại bây giờ là chị Bánh Tét cũng lên một cái bài viết là đáp trả lại chị Mì Xào nha cô chú. Nhưng mà cái bài viết của chị Bánh Tét Phương Anh đó cô chú anh chị, phải nói rằng là chị chửi chị Mì Xào này quá trời luôn cô chú. Những cái từ ngữ mà nói ra cô chú anh chị thì em cũng xin phép là được đọc tắt thôi cô chú, chứ không có là kêu cho nó rõ ràng cô chú. Nếu mà kêu ra nó hết cái chữ thì phải nói rằng rất là nhục cho cái bà Mì Xào củ chuối luôn cô chú. Thì như cô chú anh chị cũng được biết á, cái bài viết vừa rồi cái bà Mì Xào cấu kết với cái bộ ba Tam Sơn là chia sẻ lên á, là xúc phạm đến chị Ni, là kêu rằng á, là chị Ni là một người đại gia dớm nha cô chú, rồi người Mã Lai, người vô gia cư, không có nhà, có cửa, sống ngoài đường, xó chợ cô chú anh chị. Phải nói rằng là cái bà Mì Xào này bà buông những cái lời nói ra là không có phải là người trí thức nha cô chú, nhưng mà bà nói ra là y như là chị Mì Xào này là người trí thức lắm cô chú anh chị. Thì vừa rồi cô chú anh chị cũng được biết á, là chị Mì Xào này cũng có đăng tải một cái bài viết lên là nói sẽ cho chị Ni và các anh em YouTube 10 tỷ cô chú anh chị nếu mà tìm ra được cái video của chị Mì Xào này á cô chú, là lên xúc phạm đến chị Loan và chị Ni á, thì chị Mì Xào sẽ cho 10 tỷ. Nhưng mà phải nói rằng là cô chú anh chị ở trên cộng đồng mạng cũng biết là trong những cái thời gian vừa qua là cái chị Mì Xào này là thường xuyên lên những cái video của cô chú xúc phạm, dùng những cái lời nói của cô chú anh chị rất là thô tục cô chú đó. Nghĩ sao lên chửi chị Loan là người vô ơn, rồi chị Ni là người vô gia cư, người Mã Lai, những cái lời nói đó mà ông kêu là xúc phạm đến hay là cái gì cô chú, rồi nói rằng lên mạng xã hội nói cho những cái từ ngữ cho nó được văn hóa cô chú. Không, tụi em chưa thấy là cái chị Mì Xào này ăn nói là có cái tiếng nào mà quăng hó hết cô chú. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 4 rồi cô chú anh chị, ngày mai là ngày 30 tháng 4 thì chị Loan cũng sẽ là có một cái xuất diễn tại sân khấu Trống Đồng nha cô chú, cùng với các anh chị nghệ sĩ rất là nổi tiếng luôn cô chú anh chị, trong đó là có anh ca sĩ Quách Tân Du nha cô chú. Thì như cô chú anh chị cũng được biết á, là cái bên phía cô cháu gái khác họ nó rất là ganh ăn tức ở với chị Loan. Rồi sau khi mà anh ca sĩ Quách Tân Du cô chú hát cái bài hát Không Phải Của Mình á cô chú, là cô cháu gái này cũng rất là cây cú luôn cô chú anh chị. Đó, thì buổi sáng ngày hôm nay là em cũng có mặt tại nhà chị Hồng Loan để quay chia sẻ đến cho cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được xem. Thì em cũng mong rằng cô chú anh chị và các bạn cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú. Dạ, bây giờ em xin phép cô chú anh chị và các bạn kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.